Thưa quý vị, sau cuộc họp bàn tìm giải pháp hạ giá thịt lợn giữa ba bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch Đầu tư, với kết luận sẽ đưa giá thịt lợn vào diện mặt hàng bình ổn giá để có thể kéo giá lợn xuống dưới mức 70.000 đồng 1 kg trong thời gian tới. Ngày hôm nay, 18 tháng 3, giá lợn hơi tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung đồng loạt giảm, nơi giảm sâu nhất là 6.000 đồng 1 kg. Tại các tỉnh thành gồm Vĩnh Phúc, Hà Nội, Tuyên Quang, Hà Nam và Nam Định, Thái Bình, giá lợn hơi đã giảm xuống từ 3 đến 6.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, xuống còn 82.000 đồng 1 kg. Hưng Yên vẫn ở mức 84.000 đồng 1 kg. Riêng Yên Bái và Lào Cai, giá lợn hơi bất ngờ tăng nhẹ, đạt mức 85.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên hôm nay cũng có xu hướng giảm nhẹ. Thanh Hóa và Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, giá đều giảm từ 2 đến 5.000 đồng 1 kg về mức 80.000 đồng 1 kg. Bình Định, Lâm Đồng ở mức 82.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam khá ổn định ở mức cao, trên 80.000 đồng 1 kg. Đồng Nai tăng nhẹ 2.000 đồng lên 82.000 đồng 1 kg. Bà Rịa Vũng Tàu giảm 4.000 đồng xuống còn 80.000 đồng 1 kg. Tại miền Tây, Bạc Liêu và Sóc Trăng giá giảm 4.000 đồng 1 kg xuống 81.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại trong khoảng 80 đến 82.000 đồng 1 kg. Trong bối cảnh giá lợn hơi vẫn ở mức cao và kéo dài, câu hỏi được quan tâm nhiều nhất lúc này vẫn là nguồn cung không thiếu nhiều. Tại sao giá lợn vẫn tăng? Vì sao mà nguồn cung nhiều loại thịt như là gia cầm, thủy hải sản tăng cao và giá giảm mạnh, thế nhưng giá thịt lợn hơi thì vẫn quá đắt đỏ? Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chưa thực sự đồng hành và chia sẻ với người tiêu dùng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì các khâu trung gian hay chính thói quen sử dụng thịt lợn của người tiêu dùng Việt cũng góp phần khiến giá thịt lợn chưa thể giảm xuống. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 17 tập đoàn chăn nuôi lớn. Tuy nhiên, chỉ có 4 doanh nghiệp đồng hành hạ giá thịt lợn theo yêu cầu của chính phủ như Dabaco, CP hay Marvin. Những doanh nghiệp còn lại vì lợi nhuận nên vẫn găm hàng, khiến cho nguồn cung ngày càng khan hiếm. Cùng với đó chính là thói quen tiêu dùng thịt lợn của người Việt khiến cho nhu cầu ngày càng tăng cao, gián tiếp tạo cơ hội cho doanh nghiệp tăng giá thịt lợn. Không phải tất cả các tập đoàn đang đồng thanh đâu. Ví dụ như ông CP này, ví dụ như ông Dabaco, ví dụ một số đấy cũng có những tập đoàn cũng chưa thực sự chia sẻ cái này. Và những cái tập đoàn chia sẻ một mình người ta không thể làm được. Một bàn tay vỗ không thể lên tiếng được, cùng nhau với vỗ nhá. Ví dụ như vậy, chúng ta phải đồng tình như vậy, chia sẻ cùng với bộ, với chính phủ. Đấy, thì chúng ta sẽ giữ được ngành chăn nuôi sẽ tốt. Mà lãi rồi, tôi nói là 70-75 là rất là lãi rồi. Chúng ta thấy là Dabaco, người ta là từ trước đến nay là người ta đều bán thấp hơn giá thị trường. Và người ta đẩy ra. Thế rồi là vừa rồi như là CP chẳng hạn. Thì lợn chỉ đến 100-110 cân thì người ta đã đẩy ra thị trường. Chứ không dứt khoát phải chờ đến 120 và 130 cân. Thế còn lại là đến 15 tập đoàn kia là người ta không vào cuộc. Rõ ràng ở chỗ này tôi cho rằng là các cái tập đoàn đó nó đã thiếu cái trách nhiệm với xã hội và thiếu với người tiêu dùng. Không chỉ khâu chăn nuôi đang thu lãi khủng mà để sản phẩm thịt lợn đến được tay người tiêu dùng thì còn phải qua rất nhiều khâu trung gian, từ thương lái, gom hàng, lò mổ hay các khâu bán lẻ ra thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, theo tính toán, hiện các khâu trung gian đang tăng giá ít nhất từ 28 đến 32%, cộng thêm khoảng 30% lợi nhuận của người chăn nuôi, khiến giá thịt lợn trên thị trường thời gian qua rất khó kiểm soát. Là vì Việt Nam đang còn thiếu một cái hệ thống sản xuất theo chuỗi, tức là những cái liên kết giữa các khâu chưa được chặt chẽ, đặc biệt là khâu lưu thông, bắt đầu từ thương lái cho đến người giết mổ rồi cho đến người phân phối thì nó đã ba khâu đấy, và trong cái những cái khâu đấy phải nói rằng là có lãi nhiều hơn so với người sản xuất. Từ cuối năm 2019 đến nay thì đã có ít nhất là 2 lần Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp khẩn với các doanh nghiệp chăn nuôi lớn để bàn giải pháp bình ổn giá thịt lợn. Tuy nhiên tại mỗi cuộc họp thì chỉ có vài ba doanh nghiệp trên tổng số 17 doanh nghiệp chăn nuôi lớn trên cả nước tham gia, còn lại thì đều tìm lý do để vắng mặt. Và lần gần đây nhất, sau khi chính phủ yêu cầu ba bộ là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phải giải trình về trách nhiệm quản lý khi để giá thịt lợn tăng cao kỷ lục và kéo dài, thì một lần nữa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lại tiếp tục yêu cầu 17 doanh nghiệp này phải giảm giá thịt lợn. Vậy những yêu cầu này thực sự có hiệu quả hay không? Mời quý vị và các bạn cùng đến với góc nhìn của ông Nguyễn Tất Thắng, Tổng Thư ký Hội Chăn nuôi Việt Nam, qua cuộc trò chuyện với phóng viên Thị trường Nông sản ngay sau đây. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, hồi tháng 2 vừa qua thì để bình ổn thị trường thịt lợn trong nước thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các doanh nghiệp là cần phải giảm giá
thịt lợn hơi xuống còn 75.000 đồng một kg. Vậy thực tế trong thời gian qua thì các doanh nghiệp đã thực hiện cái yêu cầu này như thế nào và nó đã tác động như thế nào đến thị trường ạ? Quả tình rằng là sau đấy là giá thịt lợn tăng từ 80 trên 80 nghìn nó có xuống là 75 trên 70. Họ bán ra từ các cái trang trại của các doanh nghiệp lớn. Thế nhưng mà gần đây nhất mấy ngày hôm nay thì đang thịt lợn lại đang tăng. Thế thì cái đó lý giải một cái điều là nó vẫn là có cái yếu tố tâm lý. Có thể có một cái yếu tố tâm lý. Và thứ hai là nó vẫn bị thao túng. Ở đây có lẽ cái yếu tố quan trọng nhất là cái yếu tố thao túng của cái hệ thống thương lái. Họ tiêu thụ thịt lợn. Và cũng không loại trừ, không loại trừ ở đây tôi nói không loại, không kết luận nhưng mà không loại trừ cũng có khả năng có những cái nhà cung cấp. Cái nhà cung cấp đây thì có thể là các doanh nghiệp lớn, có thể là những trang trại lớn. Thì họ thấy tình hình, họ cầm chừng, họ hạn chế bớt. Họ thay vì họ bán ra 100, họ chỉ bán 50 thôi. Thì để họ giữ được cái giá thì như vậy là từ góc độ quyền lợi của doanh nghiệp thì đấy là cái tâm lý tất yếu của cái doanh nghiệp. Vâng, trong năm ngoái khi mà giá thịt lợn tăng phi mã thì đã không ít lần Bộ Nông nghiệp mà yêu cầu các doanh nghiệp là cần phải giảm giá mức thịt lợn hơi xuống còn 60.000 đồng một kg. Tuy nhiên lần này tại sao thì lại là 75.000 đồng ạ? Dù sao mà nói đây cũng chỉ là một mệnh lệnh mang tính hành chính. Nó không phải là một giải pháp về kinh tế, nó rất là khó. Cho nên là tôi nghĩ là nhưng mà mình áp đặt cái ý chí đó để cho các cái doanh nghiệp đầu mối, cái doanh nghiệp mà sản xuất lớn, người ta chủ động, người ta đề xuất xuống thì theo tôi cái động tác đó là thống thái, đó là cần thiết, là có. Nhưng còn lại mà muốn áp, còn cái nguyện vọng có thể muốn giảm hơn thì tôi nghĩ là ở cái mức đó thì nó phù hợp để cho nó, nếu có muốn giảm nó cũng phải giảm dần dần. Cái giá thành bây giờ tính toán kiểu gì, ai tính toán ở đâu thì cũng phải thừa nhận là không thể vượt quá được cái cỡ 45-50.000 một cân được. Thì như vậy anh bán được cái mức giá là 60.000 là quá hợp lý rồi. Qua cả các khâu thì như vậy là lợi nhuận của cái khâu thương mại là nó quá tốt rồi. Vâng, thưa ông, trong năm 2017 khi mà giá thịt lợn giảm kỷ lục do Trung Quốc ngừng thu mua thì các doanh nghiệp đã kêu gọi giải cứu. Nhưng mà nay khi giá cao lợi nhuận nhiều thì các doanh nghiệp lại giảm rất nhỏ giọt, giảm giá rất nhỏ giọt và để Bộ Nông nghiệp phải lên tiếng rất là nhiều lần. Vậy theo ông thì động thái này có phải là một điều phi lý hay không ạ? Là tôi nghĩ rằng là cái đó mình không trách được các doanh nghiệp. Họ tôi nghĩ là nó cái ảnh hưởng có cái tác động của họ nó chỉ đến mức như thế thôi. Họ không làm hơn được và tất nhiên là họ có thể hạ nữa nhưng mà họ hạ xuống đến nữa. Họ có thể hạ xuống 60.000 trong trường hợp nhất định có doanh nghiệp nào đó họ chấp nhận hạ xuống 60.000 thì cũng chưa chắc là trên thị trường người ta sẽ hạ xuống cho mình cái giá theo, bởi vì mình vẫn phụ thuộc vào hệ thống thương lái, mà hệ thống thương lái đó là với cái kiểm soát của mình bây giờ là mình không kiểm soát được. Chỉ nếu như bây giờ người tiêu dùng Việt Nam mà người ta giác ngộ được rằng cái tiêu thụ thịt gia súc gia cầm, thịt lợn mà ở ngoài chợ là nó không đảm bảo vệ sinh, đấy là nó chưa phải là chuẩn chỉ, không tiêu thụ những cái thịt lợn được bán ở phản ngoài chợ nữa, thì khi đó thì tôi nói mới khả dĩ mới có thể có cái giải pháp để có thể khắc phục được cái tình trạng như thế này. Thưa quý vị, qua những chia sẻ vừa rồi của ông Thắng thì có thể thấy là giải pháp yêu cầu các doanh nghiệp phải có trách nhiệm với xã hội, với hàng chục triệu người tiêu dùng sẽ chỉ là mệnh lệnh mang tính chất hành chính, bởi thực chất doanh nghiệp họ làm việc theo luật doanh nghiệp. Vậy thì trong khi đa số doanh nghiệp chưa chịu đồng hành, chưa chịu chia sẻ với người chăn nuôi, thì chính phủ cũng như là các bộ ngành đã đưa ra giải pháp tối ưu hơn, tránh trông chờ vào trách nhiệm của các doanh nghiệp. Đó chính là nhập khẩu thịt lợn và tăng mạnh tái đàn. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, trong 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khoảng 13.800 tấn thịt lợn, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng tính tới phương án nhập khẩu lợn sống từ Lào và Campuchia theo nguyên tắc bảo đảm tuân thủ các quy định và không có nguy cơ về dịch bệnh. Tuần qua, lô thịt lợn đầu tiên đã xuất khẩu thành công từ Nga sang Việt Nam. Dự kiến cả năm 2020, Nga sẽ xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 50.000 tấn thịt lợn. Hiện chúng tôi đang sản xuất khoảng 400.000 tấn thịt lợn một năm. Sau 2 năm nữa sẽ tăng lên 900.000 tấn. Do đó, sẽ đáp ứng mọi nhu cầu nhập khẩu thịt từ Việt Nam khi Việt Nam cần. Chúng ta cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào cái năng lực sản xuất trong nước, mà chúng ta có những mặt hàng mang tính chất bổ trợ, chẳng hạn như thịt lợn. Chúng ta biết rằng là Liên bang Nga là một cái lợi thế về chăn nuôi. Rõ ràng đây là một cái sự bổ trợ cho chăn nuôi trong nước. Nhưng đồng thời qua đó cũng nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mặt hàng này trên thị trường. Và điều đó thì theo cơ chế thị trường thì hoàn toàn là một cái hàng thử biểu cho các cái mặt hàng, đặc biệt là giá cả thịt lợn. Cùng với giải pháp tái đàn,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo, trong năm 2020, việc đưa giá lợn hơi về mức 60.000 đến 65.000 đồng một kg là hoàn toàn khả thi. Còn thì trên cơ sở tái đàn của các địa phương và đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, thì chúng tôi có cái dự báo là bắt đầu cái nguồn cung tăng lên từ tháng 6 trở đi. Chúng tôi cũng dự kiến là bắt đầu có giảm giá ở mức độ xuống cho đến gọi là giá mong đợi thì cũng phải ngoài tháng 6. Thưa quý vị, bên cạnh giải pháp tái đàn thì giải pháp nhập khẩu thịt cũng đang được các bộ ngành quan tâm để bù đắp lượng thịt thiếu hụt trong nước. Trong năm 2020 thì giải pháp này cũng được đẩy mạnh khi mà Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 67.000 tấn thịt lợn. Tuy nhiên, gần như là giải pháp này chưa phát huy được hiệu quả khi mà chưa tác động nhiều đến giá thịt lợn trong nước. Nguyên nhân vì sao? Ông Nguyễn Tất Thắng, Tổng Thư ký Hội Chăn nuôi Việt Nam sẽ tiếp tục lý giải về vấn đề này qua cuộc trao đổi ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, thưa ông, thì hiện nay việc tái đàn có phải là vẫn ở mức thấp hay không khi mà giá thịt lợn vẫn ở mức cao như vậy? Hiện nay là người nhà đầu tư, nhà sản xuất người ta cũng đã có bắt đầu tái đàn tương đối nhiều và nó cải thiện rất nhiều so với trước. Tức là nó bắt đầu tiến dần đến cái việc là sẽ phục hồi lại được so với ban đầu. Thì để thấy cho là cái đó là nó sẽ góp phần làm cái việc là đảm bảo trở lại cái nguồn cung của mình. Đấy, trở lại nguồn cung của mình. Cộng với cái việc là cái nhập khẩu, như tôi vừa nói, cái kênh nhập khẩu là nó đang mở ra và nó sẽ tiếp tục là duy trì, chứ nó không giảm. Thì như vậy chứng tỏ rằng là cái cung của mình là nó đang quay trở lại cái thời điểm trước dịch tả lợn châu Phi. Thế nhưng mà giá thịt lợn vẫn cao thì tôi cho rằng là vẫn là có cái yếu tố tâm lý. Có thể có một cái yếu tố tâm lý. Và thứ hai là nó vẫn bị thao túng. Ở đây có lẽ cái yếu tố quan trọng nhất là cái yếu tố thao túng của cái hệ thống thương lái. Họ tiêu thụ thịt lợn. Và cũng không loại trừ. Vẫn có thể có những cái nhà cung cấp cầm chừng. Họ hạn chế bớt. Bởi vì xét về góc độ quyền lợi doanh nghiệp thì họ cứ cầm chừng. Mà họ thấy là họ thay vì họ bán ra 100, họ chỉ bán 50 thôi. Vâng, còn về vấn đề nhập khẩu thịt lợn thì sao ạ? Hiện nay chúng ta đang được nhập khẩu thịt lợn từ 24 nước trên thế giới. Vâng, tuy nhiên thời điểm trước Tết Nguyên đán thì việc nhập khẩu thịt lợn gần như là không giải quyết được vấn đề bình ổn thị trường. Vậy theo ông nguyên nhân là vì sao ạ? Nó cũng chỉ là ở cái dừng ở cái mức là nó mở ra một cái kênh tiêu thụ mới. Chứ còn thực ra thì cái tỷ trọng của nó đối với cái sản lượng thịt lợn sản xuất nó cũng thấp, cho nên là cái ảnh hưởng của nó theo tôi là đối với giá cả nó không có giá trị nhiều. Vâng. Và hai nữa là cái khách hàng, cái thành phần mà cơ cấu khách hàng mà trong tiêu thụ cái hàng nhập khẩu thì cũng không phải nhiều. Cho nên tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của nó đối với cái giá cả của thịt lợn trong nước theo tôi là không đáng kể. Vậy ông có dự báo như thế nào về thị trường thịt lợn trong thời gian tới ạ? Tôi nghĩ rằng năm 20, từ nay hết năm 20 là nó trở lại cái bình thường như năm 2019 về trước là theo tôi là tôi chủ quan tôi nghĩ là chưa được. Nó sẽ là một năm đang tiếp tục có những biến động về tổ chức sản xuất, biến động về để chưa kể là bây giờ xuất hiện thêm cái yếu tố dịch Covid-19. Cái yếu tố Covid-19 này theo tôi là một yếu tố cũng tác động, cũng là một cái yếu tố tác động không nhỏ đến kinh tế nói chung, trong đó có chăn nuôi, bởi vì nó tác động trực tiếp đến cái thị trường. Xin được cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Xuân Cường nhận định, mặc dù là giá thành chăn nuôi lợn hiện nay cũng tăng cao khi phải chi phí nhiều hơn cho phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, dù chi phí chăn nuôi có tăng, nhưng chỉ cần bán với giá 75.000 đồng một kg, thì người chăn nuôi và doanh nghiệp đã có lãi rất cao rồi. Do đó, các doanh nghiệp phải giảm xuống nữa để làm sao bảo vệ thị trường và cũng phải hài hòa với lợi ích của xã hội, của người tiêu dùng. Việc làm này không phải là phi kinh tế thị trường, mà doanh nghiệp phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm lo thị trường để ngành chăn nuôi phát triển bền vững hơn. Tuy nhiên, nếu như chỉ dựa vào trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, thì có lẽ là việc giảm giá lợn hơi sẽ khó khả thi vì đây đang là ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để kiểm tra vấn đề thuế, xem xét việc đầu cơ tăng giá.